Chào các bạn đã đến với kênh Thiên Nhiên Cảnh. Chúng ta đã biết vạn sự tùy duyên, nhưng liệu làm thế nào để vượt qua khi phần duyên lận đận? Có thể những người mà chúng ta gặp hoàn toàn không phải là tình cờ, họ đã đi ngang qua đời ta, chắc chắn phải có một lý do nào đó. Sau đây là một số câu nói về vạn sự tùy duyên, giúp cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn mỗi ngày. Thứ nhất, giữa người với người có thể gần cũng có thể xa, giữa việc với việc có thể phức tạp cũng có thể đơn giản, giữa tình cảm với nhau có thể sâu cũng có thể cạn. Câu thứ hai, đừng mong cầu mọi người đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính. Thứ ba, cuộc sống có người nói ít làm nhiều, cũng sẽ có kẻ chỉ biết qua chân múa tay. Bạn không nên quá bận lòng, chỉ cần quản tốt việc của bản thân, còn lại mọi việc hãy thuận theo nhân duyên. Thứ tư, Đức Phật từng nói, với người không có duyên, dù bạn nói bao nhiêu lời cũng là thưa. Còn như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện, bạn cũng có thể đánh thức mọi giác quan của họ. Thứ năm, có một số việc vừa phân trần trắng đen đã trở thành quá khứ, có một số người giận hờn dài ngày đã trở thành dĩ vãng, có những nỗi đau vừa cười lên đã tan thành bọt nước, có những hoàn cảnh nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cương. Thứ sáu, đôi khi hôm nay là việc lớn, ngày mai nhìn lại chẳng có gì đáng kể. Năm nay quan trọng, sang năm sẽ trở thành thứ yếu. Chuyện vĩ đại đời nay, đời sau người ta gọi là truyền thuyết. Thứ bảy, chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là câu chuyện của một người. Vì thế trong cuộc sống hay công việc, nếu gặp chuyện không vừa ý, hãy nói với bản thân: hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi cũng đến. Hãy buông bỏ tất cả để bắt đầu ngày mới. Thứ tám, trên đời có một số việc không phải không để tâm, mà để tâm cũng không làm được gì hơn. Thứ chín, cuộc sống không có nếu như, chỉ có hậu quả và kết quả. Thứ mười, đón nhận đời mình như thế nào là do bản thân lựa chọn, người khác không thể quyết định thay. Thứ 11, trưởng thành rồi bạn sẽ biết cách lấy nụ cười đối diện với tất cả. Như vậy, chỉ cần quản tốt những việc của bản thân, làm những việc cần làm, đi con đường nên đi, giữ gìn sự lương thiện, nuôi dưỡng lòng chân thành, khoan dung với mọi người, nghiêm khắc với bản thân, mọi việc còn lại thuận theo nhân duyên. Vạn sự trên đời đều phải xét đến chữ duyên, gặp gỡ hay chia ly đều là sự đã an bài. Cuộc đời ai cũng gặp một người mà ta đã yêu thương say đắm, một người mà suốt đời này ta chẳng thể nào quên. Thế nhưng lại chẳng đến được với nhau, đó là những người không duyên không phận. Duyên phận là điều gì đó rất kỳ lạ, không ai có thể hiểu thật sự rõ ràng về nó. Đôi khi những người hữu duyên vô tình quen biết nhưng lại thấu hiểu nhau. Nhiều người có thể hài hòa với nhau nhưng không thể gần nhau. Không cố ý theo đuổi thì có bỏ tâm cố gắng lại chẳng thành, như thể là có lòng trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh. Duyên phận khó đoán, người ta thường nói rằng duyên là do trời định, phận là do nhân định. Gặp được nhau hay không là do ý trời, nhưng có quyết chí để đến với nhau hay không lại là ở mỗi người. Tuy nhiên, ở được bên nhau rồi phận ngắn hay dài cũng là điều không ai có thể nói trước được. Hôm nay có duyên phận không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ có duyên phận. Phận bàn về nhân duyên, cái gì cũng có thời điểm. Duyên phận cũng vậy, bởi vì thế mà phải nắm thật chắc, giữ thật chặt, hết lòng quý trọng, đó là món quà trời ban
chỉ trong một giây, một khắc, một đoạn. Nếu có phải cách xa, cũng đừng oán than trách phận. Hãy tự ngẫm với lòng rằng vạn sự tùy duyên. Có đôi khi người ta nghĩ mọi thứ quá phức tạp mà quên hết những chân lý đơn giản nhưng vô cùng hữu ích trong cuộc sống. Cuộc sống giống như một ly trà, bất luận đầy hay vơi, nóng hay lạnh, nồng hay nhạt cũng đều có hương vị riêng của nó. Con người cũng vậy, chẳng ai giống ai, mỗi người có một lý tưởng, một cách sống riêng. Có người ôm giấc mộng giàu sang, có người mong được sống an nhàn, có người lại chỉ cần một tâm hồn thư thái. Nhưng giữa cuộc sống đầy bon chen này, con người khó giữ được trạng thái vô lo vô nghĩ, không u phiền vấn vương. Người ta cứ mãi chạy theo những điều phù phiếm trước mắt mà quên mất những giá trị thật sự của đời người. Kỳ thực cuộc sống đôi khi đơn giản hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Giữa người với người cũng có thể gần, cũng có thể xa. Giữa việc với việc có thể phức tạp, cũng có thể đơn giản. Giữa tình cảm với nhau cũng có thể sâu, có thể cạn. Đừng mong cầu mọi người đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính. Cuộc sống có người nói ít làm nhiều, cũng có người nói nhiều làm ít. Bạn không nên quá bận lòng, chỉ cần quản tốt việc của bản thân, còn lại mọi việc hãy thuận theo nhân duyên. Với người không có duyên, dù bạn nói bao nhiêu lời cũng là thừa. Còn như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện, bạn cũng có thể đánh thức mọi giác quan của họ. Có một số việc vừa phân trần trắng đen đã trở thành quá khứ. Trên đời có một số việc không phải không để tâm, mà để tâm cũng không làm được gì hơn. Cuộc sống không có nếu như, chỉ có hậu quả và kết quả. Làm người mê, đừng mê quá sâu. Mê quá sâu sẽ khó thức tỉnh. Lời đừng nói quá tận, nói tận rồi thương tổn nhau. Việc đừng quá tuyệt tình, tuyệt tình rồi khó có đường lui. Tình đừng đắm quá sâu, đắm chìm sâu càng khó thoát được. Lời thì đừng có quá nặng, đặt nặng rồi càng không sáng suốt. Trong lúc tuyệt vọng, hãy nhớ rằng bạn vẫn còn một sinh mệnh, bạn vẫn còn có một ngày mai. Thiền đến đầu cầu ắt sẽ thành. Mọi chuyện đến tận cùng rồi cũng ổn, nếu còn chưa ổn thì chưa phải tận cùng. Cuối đường hầm tối như mực, bạn hãy tin vẫn còn ánh sáng le lói ở đầu kia. Có những chuyện thoạt nhìn thì rất lớn, rất hệ trọng, nhưng qua đi một thời gian ngoảnh lại thấy chỉ như gió thổi mây bay. Có những nỗi đau tưởng như lông trời lỡ đất, nhưng thời gian đi qua tất cả đều sẽ thành dĩ vãng. Do vậy nên tùy duyên mà sống, đừng để phải thương đau. Làm người hãy lấy sự chân thành mà đối đãi với nhau, hành xử hãy lấy thiện lương làm gốc, cứ tùy duyên mà sống giữa đời. Người đối với ta tốt, ta biết ơn và đền đáp. Người đối đãi với ta chẳng tốt, ta cũng hãy mỉm cười bỏ qua, thuận theo nhân duyên, một lòng hướng thiện đãi người bằng tấm chân tình, và sẽ nhận ra cuộc sống này tràn đầy ý nghĩa và hạnh phúc. Đời người ngắn ngủi, thử hỏi có gì đáng để ta tranh giành. Ngày tháng còn lại trong đời còn được bao lâu, ai cũng không thể đoán trước được. Cuộc sống ở hiện tại, xem nhẹ những được mất của đời người, chẳng phải là quá tốt hay sao? Một đời người ta rốt cuộc được bao lâu, không ai có thể đoán trước được. Thời gian mấy chục năm, chúng ta chỉ có thể mặc cho số phận không ngừng đi về phía trước. Bất cứ ai cũng không thể đo ni đóng dài cho bản thân mình, vì chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà thôi. Không thể không nói rằng con người ta sau khi đi đến một tục cùng, sau khi đi đến một độ tuổi nhất định, tâm thái cũng sẽ thuận theo sự tăng trưởng của tuổi tác mà có những đổi thay. Cả một đời người đều không ngừng
đổi thay có lẽ là môi trường sống đã ảnh hưởng đến tâm thái dần dần. Trên đây là thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc.